Xin chào mọi người, sau rất nhiều thời gian chờ đợi thì phần tiếp theo của Tây Hành Kỳ cũng đã ra mắt. Không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung chính của phim thôi nào. Trong phần trước, nhóm người Đường Tam Tạng đã chạy trốn khỏi lãnh địa của Ngưu tộc. Vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu thì đã đụng độ ngay phải đám yêu quái. Lúc này bọn họ cách trạm tiếp theo ngày càng gần, mọi người phải dốc hết sức xông ra. Nói rồi cả đám cũng lao lên chém địch. Sau một hồi vất vả thì bọn họ cũng thành công vượt qua được, phía trước chính là vùng đất bị xé rách. Bực sâu bên dưới không có điểm cuối, một khi rơi xuống sẽ vĩnh viễn không thể trở về được. Chư Bát Giới cũng không thích nơi này, trải qua một lần là đủ rồi, nếu có đại sư huynh ở đây thì tốt. Ngộ Không có số mệnh của nó, vậy nhưng Đường Tam Tạng luôn có cảm giác bọn họ sẽ gặp lại. Vừa nhắc tới cái tên Tôn Ngộ Không thì phim đã chuyển cảnh tới thiên giới. Tam Nhãn Thần Tướng và Sát Tâm Quan Âm đột nhiên cảm giác có chuyện không ổn. Nhìn bóng hình yêu hầu khổng lồ, Sát Tâm liền nhận ra đó chính là Tôn Ngộ Không. Tam Nhãn Thần Tướng không tin là tên yêu hầu đó lại trùng sinh. Và cho dù có bản lĩnh này thì hắn cũng không ngại giết chết tên yêu hầu đó một lần nữa. Lúc này ở nhân giới, mây đen sấm chớp liên tục nổ ra. Như Lai cảm thấy có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn ngay lập tức sử dụng Huyền Thiên Bảo Luân thăm dò. Kết quả là 300 dặm phía nam có đại yêu giáng sinh. Trùng hợp nơi đó lại chính là Hoa Quả Sơn. Từ sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, Hoa Quả Sơn đã có thay đổi rõ rệt, chia thành hai phe phái khác nhau. Chủ nhân nơi này là một con khỉ xa tên là Bạch Niềm. Những kẻ đi theo phe của hắn thì được sống an nhàn, còn kẻ chống đối thì bị ăn đập liên tục. Bạch Niềm bây giờ đã sa đọa vào ám hồn, thay vì ăn quả thì hắn lại chọn cách ăn thịt người để mạnh mẽ hơn. Thời đại của Tôn Ngộ Không đã qua rồi, bây giờ hắn mới chính là vương của Hoa Quả Sơn. Nếu như không muốn chết thì phải nghe lời, một tên nhỏ con trong đó vẫn kiên quyết đi theo phe của Tôn Ngộ Không, kết quả là suýt chút nữa về với đất mẹ. Đúng lúc tên này tuyệt vọng thì nhiều đạo sấm chớp lao lên, mặt đất nứt ra và dung nham phun trào. Ngay sau đó một cục đá đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất. Tò mò về thứ đồ vật này, Bạch Niềm liền cho tên thuộc hạ tiến lại kiểm tra. Tên kia âm thầm tiến lại thăm dò và kết quả không phát hiện ra điều gì khả nghi. Vừa mới định lên tiếng báo cáo thì hắn lập tức bị ăn một đấm vào mặt. Rất nhanh tảng đá cũng nứt vỡ, để lộ ra thân hình một con khỉ, bộ dạng khá trẻ con. Đang ngủ ngon lành, tự dưng có người đánh thức, tên này vô cùng bất mãn. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh, hắn liền bất ngờ, tất cả ký ức đều không còn. Điều duy nhất còn nhớ được là chạy mãi trên cầu. Đột nhiên vô số ký ức hiện lên, mỗi một quả cầu là một mảnh ký ức riêng. Lần lượt từng chuyện đều hiện ra, không ngờ tên trẻ trâu này lại chính là Tôn Ngộ Không. Nhân lúc những thứ này còn chưa biến mất, Tôn Ngộ Không nhanh chóng làm một hơi hút vào trong bụng. Đang yên đang lành tự dưng có một tên lạ mặt xông vào địa bàn. Mặc kệ tên tiểu tử này là ai, hắn đều muốn đập chết, cho nên lập tức ra lệnh cho tên thủ hạ lao lên. Cả đám nghe về liền xông tới đập đầu Tôn Ngộ Không. Hành động này làm cho cậu ta tức giận, vừa hay bắt mấy tên này thử giãn gần cốt. Lần lượt từng tên bị bón hành ngập mồm. Tới đây thì Bạch Niềm cũng nhận ra kẻ này là Tôn Ngộ Không. Dù là vậy thì hắn vẫn không chút lo sợ. Hắn bây giờ đã không còn là con khỉ nhỏ của năm đó nữa. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau. Tuy nhiên, Bạch Niềm còn chưa kịp chạm tới một sợi lông của Tôn Ngộ Không đã bị đập cho giả bã. Hắn gắng gượng đứng dậy, đồng thời nhắc lại chuyện năm đó. Năm đó hắn vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ bên cạnh cậu. Hắn cũng giống như bao con khỉ khác là đều sùng bái đại vương. Vậy nhưng mà từ khi Tôn Ngộ Không đến thiên giới thì chưa từng quay trở lại, bỏ mặc bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã dùng thực lực chứng minh đủ để thay thế cậu. Vậy mà bây giờ cậu ta đột nhiên quay trở lại, cướp đi mọi thứ từ hắn, cho nên hắn muốn quyết một trận sinh tử chiến. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền chiều theo ý của Bạch Niềm, mặc dù thực lực tên này đã khác xưa vậy nhưng kết cục vẫn như cũ là chưa kịp biểu diễn thì đã bị đập cho như tử. Làm xong chuyện, Tôn Ngộ Không mới dõng dạc nói, cậu vẫn nhớ Bạch Niềm là ai. Hoa Quả Sơn trước giờ không có địch ngoài, cuộc sống không buồn, không lo, cho dù cậu không có mặt ở đây thì bọn họ vẫn có thể sống tốt. Vậy mà lại cam nguyện sa đọa thành ám hồn. Tuy nhiên Bạch Niềm vẫn kiên quyết với niềm tin của mình, hắn cho rằng Tôn Ngộ Không chẳng có tư cách để phê bình. Đúng là hắn đã đi nhầm đường, vậy nhưng chuyện này thì trách được ai, là cậu đã từ bỏ bọn họ. Hắn không cam tâm, thứ hắn muốn là truy cầu sức mạnh, muốn cho nên mạnh mẽ như cậu ta, mà biến cho thành ám hồn chính là con đường duy nhất. Mọi thứ hắn làm, kể là bất chấp ăn thịt người đều là muốn thay thế Tôn Ngộ Không. Nói tới đây hắn liền lao lên tấn công, vậy nhưng giữa trường đã bị ăn một đấm vào mặt. Tôn Ngộ Không phủ định, lời hắn nói đã sai rồi, truy cầu sức mạnh là ham muốn cá nhân khiến hắn đi vào con đường ám hồn không thể quay đầu lại. Ám hồn vốn không nên tồn tại. Tới đây thì mọi chuyện đã được giải quyết, đám người không theo phe của Bạch Niềm thấy Tôn Ngộ Không quay trở lại thì vô cùng vui mừng hò reo. Thế nhưng Tôn Ngộ Không thấy điếc tai quá nên lập tức kêu cả đám im miệng lại. Đột nhiên Như Lai xuất hiện, tuy rằng ngoại hình của Tôn Ngộ Không đã thay đổi, vậy nhưng Như Lai lại cảm thấy rằng bản chất của cậu vẫn giống nhau như đúc. Tính tới thời điểm hiện tại, Như Lai biến mất đã được 16 năm. Chuyện 16 năm trước, hắn trước mắt không thể giải thích được, sau này có cơ hội sẽ nói.
Hiện tại hắn có việc gấp hơn, cho nên muốn Tôn Ngộ Không có thể tạm thời gác bỏ chuyện riêng tư để trợ giúp. Giải quyết xong chuyện đó, khó khăn trên đường của đám người Đường Tam Tạng cũng sẽ giảm bớt hơn rất nhiều. Chuyện mà Như Lai muốn đó là Tôn Ngộ Không cùng theo hắn đi một chuyến tới vương quốc Atula. Nếu các bạn chưa biết, thì Atula là một chủng tộc khác biệt với thiên thần trên thế giới. Hai bên là kẻ địch của nhau, từng xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt. Và cho tới nay thì cả hai bên vẫn chưa phân rõ thắng bại. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Video của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nhé!